125 á. Cái đũa này một chục là bao nhiêu ạ? 100.000. Cái loại này là đẳng cấp nhất. Vậy là loại đẳng cấp nhất. Cô bán quạt với đũa hả con? Ừ, quạt à, thế là đây là cô từ đâu đến? Thạch Thất. À, Thạch Thất à? Thế là cô đi xe máy từ đây đến đây? À, đi xe đạp? Ừ, đi xe máy ra đến Bixi à? À, xe này à, Trần Duy Hưng ấy, đèn đỏ đấy. À, buổi sáng nay bán được nhiều chưa cô? À, cũng được vài trăm rồi. À, thế hay quá. Quạt nào bên à cô? Quạt nơi bên, quạt nơi bên. À, thế cháu một cái quạt trắng trắng đi. Quạt này gọi là quạt lan ạ. Ừ, quạt lan. Vâng, quạt lan. Lấy cái nơi bền, cái nơi bền. Cái này bền hơn ạ? À? Hai cái loại này là rất bền như nhau. À, rất bền nhỉ. Cô, những cái đũa này nó có màu này là màu tự nhiên hay là ấy đấy ạ? Màu tự nhiên. Màu tự nhiên ạ? À? Cầm 200 nhá. Vâng, vâng. Đây này, cho hàng đẹp này là đẹp nhất này ạ. Đâu cơ? Đẹp nhất nha. Vâng. Rồi, hàng này tự nhiên đẹp, Thạch Thất làm đây rồi. À. Rồi. Vâng. Đấy, chụp cái hai. Vâng, cho cháu chụp cái đấy. Nha. Bao nhiêu? 125 á? Cái đũa này một chục là bao nhiêu ạ? 100.000. Cái loại này là đẳng cấp nhất. À, đấy à. Vậy là loại đẳng cấp nhất. Quạt 75. À, Duy vừa mua hai cái quạt lan, giá là 15.000 một cái. Và đũa này là chị 100.000 một chục này. Thì thấy giá cũng khá là cao, nhưng mà chị bảo đây là cái hàng tốt nhất. Duy về Duy khoe bà xã, chắc là mình không dám nói giá với bà xã đâu. Nói giá bà xã thì bà mắng. Nhưng mà thật sự là rất là đẹp, đều. Cái này không biết là vót, cái này vót bằng máy hay bằng ấy chị? Bằng tay. Bằng tay hết à? Tay mà đều thế này. Rất là đẹp.